Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Anh TV. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một phép, đó là phép trừ đau mắt. Đây, cái phần mình muốn hướng dẫn các bạn đây, hay còn gọi là phép trị đau mắt. Thì đây là cái bùa lỗ ban giúp người. Thì các bạn nên sử dụng những cái phần mà mình hướng dẫn vào việc giúp người nha các bạn. Các bạn đừng có làm sai về cái mục đích của cái bùa, đừng có hại người hay là làm những việc không có đúng với lương tâm nha các bạn. Nhớ là nên giúp người nhiều hơn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn và các bạn đọc chú và vẽ cái bùa này. Đây là đầu tiên là cách dùng nha các bạn. Cách dùng là cái này mình sẽ chụp hình và phóng to lên màn hình để cho các bạn nhìn thấy rõ hơn. Và bây giờ mình sẽ đọc qua. Khoáng vào chén nước lạnh nhỏ vào mặt, tức là chén nước vậy thì các bạn sẽ dùng nhen khoáng vào, rồi bạn sẽ dùng nước đó nhỏ vào mặt. Thì cái phép này nó sẽ có câu chú là hang la so nia, các bạn đọc 9 lần nha các bạn, và các bạn phải ấn quan âm nữa. Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn, dù mình sẽ xe lòng bàn tay ra thì các bạn con nhanh lại, và các con tay cái mình sẽ để lên đầu của ngón chân, ngón chân. Đây, đây là xong nha các bạn. Tức là cái bùa này các bạn phải ấn quan âm và đọc chú, cùng lúc đó thì các bạn phải nín thở và suy nghĩ về cái điều mà bạn muốn. Cùng lúc phải làm bốn việc nha các bạn, phải vẽ cái nữa là năm việc luôn ấy. Rồi mình sẽ đọc lại một lần nữa nha các bạn. Hán la sonia 9 lần nha các bạn, và phải ấn quan âm. Cách dùng là quán vào cái nước lạnh nhỏ vào mặt. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái chữ này, nó nhỏ quá, mình sẽ vẽ ra tờ giấy to lên rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn. Rồi mình đã vẽ xong nha các bạn. Thì các bạn đầu tiên các bạn vẽ hình xoắn ốc. Các bạn bắt đầu từ đây, vẽ đến đây là một vòng, và vẽ thêm một vòng nữa. Đến đây thì bạn vẽ giống như là hai chữ E, ba chữ E, và cuối cùng bạn bo xuống giống như chữ L, và ra đây thêm bốn chữ E nữa. Rồi các bạn cuối cùng là các bạn đá ra. Thì nhớ khi khoán là các bạn phải nín thở và suy nghĩ vào về cái điều mà bạn muốn nha các bạn. Rồi mình xin chúc các bạn thành công và giúp được nhiều người, dùng cái này để giúp người nha các bạn. Thì các bạn xem clip thấy mà có hay, có hữu dụng, có thể giúp người được thì các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh cho mình nha các bạn. Nhớ share cho bạn bè của bạn biết để họ có thể giúp người khác. Và có những gì mà các bạn muốn mình hướng dẫn các bạn, hay là có gì đó trong cái clip này các bạn không hiểu thì các bạn có thể là comment ở dưới clip, mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ trả lời chi tiết cho các bạn được rõ hơn. Thì các bạn nhớ, cuối cùng các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình nha, để có thể xem clip sau của mình. Thì mình xin cảm ơn và chào các bạn, hẹn các bạn ở những clip sau. Xin cảm ơn.